Hello, chào. Chợ xuân đẹp quá, đường phố trang trí đèn rất là đẹp. Đi đi đi, go go go. Đây là đường ngay thẳng vô Dinh Độc Lập. Thẳng vào Dinh Độc Lập, quẹo qua bên phải là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà đang sửa cửa. Đi chợ mấy chợ qua rồi luôn. Rồi bắt đầu mình tới cái đường Đồng Khởi. Hai bên đường trang trí những bức ảnh kỷ niệm. Bữa nay như vậy là ngày mai bắt đầu dân tỉnh bắt đầu rút về hết, dân miền Bắc giờ này rút về hết rồi, chỉ còn dân miền Nam. Dân lập nghiệp là ngoài Bắc là nó về trước hết rồi, giờ đa số nên là còn là dân miền Nam nhiều. Miền Nam là ngày mai là rút hết về quê ăn Tết. Miền Nam không, miền Bắc đa số là về hết.
lớn, nhà hát thành phố. Có bếp bo nước ngoài mới được vào. Phố đi bộ chắc cũng không cho chạy xe. Quay máy nghe.
thôi, chạy xe cho nó dựng gì rung rồi tại cái tay không rung nữa bằng xe. Tại vì mình không có gắn cái cây đó để xe nè làm biến lấy ra. Coi tại vì mình không có gắn cái cây nó hơi rung một chút để coi đỡ đi. Đó, ở đây là đường Tạ Quang Bửu 58 luôn, quệ 50.000 một chục. Mai đỏ độc lạ. Ồ, mai đỏ độc lạ là sao ta? Nãy quên ghé coi ha. À, cà phê bụi. Ồ, bông giấy bự. Mai. Khu Chợ Lớn này thì ít có đào, ở ngoài Sài Gòn với quận 7 thì có đào, ở đây thì ít tán đào, tại vì dân dân miền Nam á, thì nó khoái trên mai, chứ ít có khi khoái không khoái chơi đào, dân miền Bắc thì khoái mua đào, miền Nam á, thì chơi mai, Tết thì chơi mai, miền Bắc thì chơi đào, có mai không à, không có đào. Có chợ quận 7 nè, quận 7 với ngoài Sài Gòn, ngoài Bến Thành đó thì có đào. Bông bán bông cúc, bông trậu nhiều. Hoa ly ít nhất cũng phải 2 chậu, nhưng mình năm nay thì cũng mua được 4 chậu. Có gì quay pin thì nó ra có không? Dưới Bạc Liêu chưa kem nó đâu. Chỉ có Đài Loan nước ngoài, bữa hôm bà bác coi cái video bạn của bà bác ở bên Đài Loan ăn. À, cái kem đó là mới á. Kem khói đó là mới. Yeah.
chung cư Tàu Hoa Phủ, bông hướng dương. Nãy ông ơi đi có cái thời gian gặp đi coi cái gì mai đỏ độc lạ gì đó, coi nó sao, coi mai đỏ nó độc lạ là cái gì. Hoa hướng dương, dưa hấu, ở bông lan này, ghé bông lan quay chút, ở một chậu vậy là cũng phải triệu mấy. Nó là chỗ đây hả? Này, còn đứng đông quá. Rồi xong hết chợ hoa Tàu Hoa Phủ. Rồi tắt đi.